Nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành nội chính đảng, mùng 5 tháng 1 1966, mùng 5 tháng 1 2024, chiều mùng 4 tháng 1, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm chúc mừng cán bộ công chức Ban nội chính tỉnh ủy. Cùng đi có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban tiểu vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Ban Nội chính tỉnh ủy nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng, ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ban Nội chính tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định trong những năm qua tập thể cán bộ công chức làm công tác nội chính đảng của tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước đối với công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới ban nội chính tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống của ngành tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi nắm tình hình để tham mưu cho tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy thường trực tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước chủ động nghiên cứu đề xuất xây dựng các chương trình kế hoạch của tỉnh về công tác nội chính phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp phù hợp với địa phương Phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định, tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới. Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định trong thời gian tới, tập thể cán bộ công chức của ban sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, làm tốt công tác tham mưu và phối hợp với các cơ quan có liên quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, các sở ban ngành địa phương đã gửi lãng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, ban nội chính tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành.